ấy ghi âm là một cái gen của anh làm hình ấy, là hay nghĩ ngợi đi, cứ bảo không nghĩ mà nó hay tình cảm. Bây giờ nếu mà ở nhà thì cũng thế, bận rộn thì không nói, nhưng mà ngủ không mà lại nghĩ đến mẹ trên này. Bác Sâm thì bác cũng lại còn bận, nhưng mà bác cái này còn bận đi dạy học với hai nữa, bác cũng lại hai nơi, nhà trên mà, thế mà dưới này là mình mẹ mình thì cũng buồn đó, thì lại thương đấy, thế mà đúng y như chẳng. Thì có thể là tối, mà tối thì bác cũng nghĩ sáng mai thế nào cũng phải về. Thế và cái nút xe từ nãy mà Ninh thấy má bảo có thể là như là từ Sơn Tùng nó về, nó cũng hay nghĩ ngợi gì đấy. Đấy. Còn ra nếu ấy thì Trường Sơn chứ về, không thì mai thì bố Tùng Trường Sơn mất cái gì. Thì ở nhà thì cũng bằng ngủ. May thế mà trên này thì má thì mà bây giờ thì má cứ dậy cứ cứ nằm ườn cả ngày là không được, thế dậy đã xong rồi ngồi một chơi một lúc rồi mới lại nằm mới đi vệ sinh. Đấy, thì từ nãy bác Trâm Khánh mới bảo bà con đi vệ sinh, bảo nghĩ con không về, mới bảo chị cứ ấy đi, thì lúc nào chị đi ngủ thì chị tôi đi đi ngủ mà thì nó đẩy.